qua, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có nhiều động thái nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Số này bao gồm việc tặng Việt Nam 1 triệu liều vaccine ngừa COVID, việc đặt văn phòng CDC Đông Nam Á tại Hà Nội, việc thuê 3,2 hectare đất trong vòng 99 năm để xây một đại sứ quán Mỹ trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ và việc đề xuất tặng Việt Nam thêm tàu tuần tra đã qua sử dụng để làm tàu cảnh sát biển. Mà theo lời nhiều nhà bình luận, những động thái này thì nằm trong nỗ lực của Mỹ nhằm tìm kiếm những đồng minh trong khu vực Đông Nam Á để đương đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bà Harris cũng phát biểu rằng chúng ta cần phải tìm cách gây áp lực đáng sức ép với Bắc Kinh để tuân thủ công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và thách thức hành vi bắt nạt yêu sách hàng hải thái của Hàn Quốc. Ngay sau phát biểu này của bà Harris, phản biện của Đảng Nhân dân đã đăng một bài viết mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam vô ơn trước nghĩa cử cao đẹp của Hoa Kỳ. Biểu hiện vô ơn mà bài viết đề cập là một phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc gặp đại sứ Trung Quốc hôm 24 tháng 8. Ông Chính nói rằng Việt Nam không liên minh liên kết với nước này để chống lại nước khác, không ngả theo nước này để chống nước khác. Và theo tôi, bài viết của Việt Tân ngỡ ngẩn ở 3 điểm như sau. Thứ nhất là khi gặp đại sứ Trung Quốc, ông Phạm Minh Chính chỉ nhắc lại một đường lối đối ngoại mà Việt Nam ghi trong các sách trắng quốc phòng từ nhiều năm nay. Như nội dung sách trắng quốc phòng năm 2019 khẳng định, đường lối này không hề ngăn cản Việt Nam phối hợp với các nước khác để bảo vệ chủ quyền quốc gia khi tình thế đòi hỏi. Và nói cách khác thì nó không hề ngăn cản Việt Nam phối hợp với Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á trong việc bảo vệ hòa bình khu vực và chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Thứ hai, phát biểu này được ông Chính đưa ra hôm 24 tháng 8, tức là một ngày trước chuyến thăm của bà Harris. Tôi chẳng nhẽ Việt Nam chưa tặng quà mà mình đã phải biết ơn ư? Những người nghĩ thế đúng là có thần kinh không bình thường. Còn thứ ba, các ông ạ, quan hệ giữa các quốc gia độc lập là quan hệ đối tác ngang hàng, có vay có trả, chứ không phải là quan hệ giữa đế quốc trung tâm với các nước chư hầu chịu ơn mưa móc. Các ông nhớ không, cách đây 2 năm hồi dịch mới bùng phát, nước nào mà mang khẩu trang đi viện trợ cả thế giới vậy, viện trợ cả Mỹ vậy, có họ cảm ơn, bây giờ có vay thì có trả. Đường lối đối ngoại ngoại giao của các bác mình cứ phải gọi là đỉnh cao, chứ bây giờ bảo bắt Việt Nam Cộng Hòa biết ơn Mỹ thì còn hợp lý. Tuy nhiên thì bắt Việt Nam hiện tại biết ơn Mỹ thì là người cười, đã nhân danh tự do dân chủ mà vẫn còn mang tâm lý chư hầu chư vật thì thật là buồn cười đấy.